Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với mọi người về một sản phẩm giảm cân mà mình chắc chắn rằng là có rất là nhiều bạn đã sử dụng sản phẩm này rồi. Chính là sản phẩm giảm cân Senly. Thì đây là một cái sản phẩm mà từ trước đến nay Ngọc Anh đã thấy ở trên Facebook cũng như là Insta có rất là nhiều người sử dụng sản phẩm này rồi. Và mình cũng chính là nhân vật sống mà đã sử dụng sản phẩm này có được cái hiệu quả và cái vóc dáng như mà mình mong muốn. Bởi vậy mà Ngọc Anh rất là lười tập. Cái sản phẩm này những bạn nào mà không có thời gian cũng như là lười giống Ngọc Anh thì mọi người có thể sử dụng sản phẩm này nhé. Cái sản phẩm này cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày thì chúng ta chỉ sử dụng một viên trước khi ăn vào buổi sáng tầm 10 đến 30 phút. Thế nên là khi mà mọi người đi đâu ấy, mang theo rất là tiện, để trong túi rất là tiện luôn, không cần phải quá lách cách. Cái sản phẩm này thì mọi người có thể sử dụng với những người mà béo này, máu nhiễm mỡ này hoặc là béo phì nhá. Hiện nay thì cái cân nặng của mình đã còn 43 cân. Nói chung là nó vừa vặn với cái cơ thể của mình, rất là hợp lý. Bởi vậy là mình muốn chia sẻ đến những bạn nào mà đang có cái cân nặng không phù hợp cũng như là như mong muốn thì các bạn hãy sử dụng sản phẩm Senly này nhá. Để mua sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ với Facebook mà mình đã tag ở trên nhá.